Và tuần này chúng ta cũng lại tiếp tục ngồi ở đây để cùng lắng nghe câu chuyện được kể bởi một khán giả đã tin cậy để chia sẻ nỗi lòng của mình. Và dĩ nhiên câu chuyện đó là gì và ai sẽ là người kể chuyện thì chúng ta sẽ phải đợi nhân vật chính lên tiếng. Chắc chắn sẽ là những cái câu chuyện khá là quen thuộc, những cái tình tiết mà đâu đó khán giả của Ai Cũng Có Chuyện đã từng bắt gặp ngay trong cuộc sống của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ gặp nhân vật chính. Chào chị. Dạ, chào chị. Em là Hiền, em 40 tuổi và em đang sống ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì cái câu chuyện mà em muốn chia sẻ với mọi người á, cách đây là 2 năm thì em có gặp lại cái người bạn, bạn hồi cấp 3 cùng quê nữa đó chị. Học với nhau lâu lắm rồi, nếu tính ra thì cũng phải 22 năm rồi. 40 mà bạn cùng quê mà cấp 3 thì đúng rồi, cũng phải là hai mấy năm. Dạ. Quê của mình là ở đâu chị Hiền? À, dạ, quê em ở ngoài Hải Dương á. Và bạn ấy là cũng ở Hải Dương. Dạ đúng rồi. Và hai người gặp nhau tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Dạ, có thể thấy là tình đồng hương. Đối với người Việt mình thì cái việc xa xứ và gặp được một người đồng hương thì nó cũng rất là đáng quý. Dạ đúng rồi. Thì thực sự là rất là vui với lại rất là bất ngờ. Gặp nhau rồi đi uống cà phê với nhau vài lần. Với mình thì cảm giác là trời ơi, gặp nhau trời ơi, ở đây mà gặp được đồng hương rồi lại gặp được bạn cấp 3, gặp học mấy năm với nhau rồi là cùng quê thì rất là vui. Cũng có người lâu lâu thì uống cà phê để chia sẻ này kia nọ. Mặc dù nam nhưng mà cũng rất là vui. Bạn nó khác xã, học cấp 3 thì là 8 xã cùng một huyện. Thì hồi xưa là mình học chung nhưng mà mình có biết được nhiều về gia cảnh của bạn không? Cũng chỉ là tới nhà chơi, biết nhau, cứ có cái dịp gì thì mình mới tới nhà nhau chơi, chứ mình không quá tìm hiểu sâu về cái gia cảnh của bạn đó. Có nghĩa là đây là một cái người bạn cũ, nhưng mà mình vẫn có một cái niềm vui rất là đầy đặn của cái việc gặp lại cái người bạn cũ đó. À, rồi thế thì sau cái lần gặp đầu tiên thì sau đó là bạn ấy mời mình tới một cái cuộc gặp nữa. Đúng rồi, ý là cũng 2-3 lần cà phê gì đó. Thì một lần thì bạn ấy mời tới là bây giờ đang nhậu ở Gò Vấp này. Bạn ấy đã lấy vợ ngoài quê. Nhưng mà chia tay người vợ đó rồi và vào trong này sinh sống. À, lấy người vợ thứ hai, nó lấy ở Bình Phước. Thì cái người vợ đó cùng đi xuống đây làm ăn chung với bạn á. Thì bạn mới nói là ở tới đây nhậu đi rồi giới thiệu vợ cho biết mặt lại kia. Thì mình nghĩ là hôm đó mình cũng rảnh thì mình cũng tới mình kiểu như nhậu. Thì nhậu xong thì bạn mới nói là đưa tôi mượn cái điện thoại tôi chụp hình để làm kỷ niệm. Mình mở mật khẩu mình đưa cho bạn ấy chụp hình. Ăn nhậu xong thì nói thôi bây giờ không có gì, chơi bài để cho vui. Lúc mà chơi tiếng lên chơi 10-20 ngàn thôi. Thì mình nghĩ là chơi ít thôi chứ tôi cũng không có dành mấy cái bộ bài bạc này đâu. Vừa uống bia vừa chơi vậy đó. Thì chơi khoảng đúng một lúc khoảng chừng mấy ván mà nghĩ là 10-20 ngàn thì cũng có bán thua bán được chứ không phải là thua hết. Lúc sau mình cảm thấy trong người mình nó hơi khó chịu. Uống bia thì mình con gái thiệt nhưng mà uống phải chừng 3 lon bình thường ấy mà chưa bỏ đá, nhưng mà đây uống có 2 ly mình uống mỗi chút ít chứ mình uống là kiểu như là con trai mà uống hết uống cạn ly này kia mấy lon đi tiếp thì không có. Nó trong bán thì giống như kiểu buồn ngủ, ý là lúc đó mình không nhớ là mình ngủ mình đi đâu, mình ý là mình tới đâu mình ngủ luôn á. Tức là lúc đó nó hơi nhức đầu là tựa vào cái ghế thì nằm. Một lúc thấy dậy xong thì các bạn ăn uống xong dọn dẹp hết rồi, bài bà không biết sao mà dọn xong rồi. Bạn nói là bà xỉn quá sao, bà mới uống ấy xỉn quá ấy, chơi bài xong là dọn hết rồi. Bây giờ có về được không? Về thì về được mà nó hơi khó chịu cái đầu, nó hơi mệt mỏi trong người, nhưng mà thôi tôi chạy về được. Cũng nghĩ là bình thường thôi, thì bạn đưa điện thoại trả lại thì cũng thấy bình thường thôi. Mới thấy cái tin nhắn của cái bạn đó mới nhắn lại là ê bà quên nữa, tôi không nói là vừa rồi hỏi chơi bài là bà có mượn tiền tôi. Cái xong mình có nói ủa mượn tiền đó hả, có gì mượn tiền, lúc tôi không nhớ gì luôn á. Xong thì mở ra nó là bà coi tin nhắn bà nhắn cho tôi đi. Thì mới mở ra nói bà mượn tôi 200 triệu để chơi bài. Lúc mới đầu là chơi nhỏ, về sau là chơi lớn. Chơi gì mà thua tới 200 triệu. Cái lúc đó là mình nói là ông nói giỡn không lấy trời. Hồi nào giờ họ tôi không có hề mà gọi là thuộc dạng không phải ma bài mà cũng không phải biết chơi bài ấy. Chỉ là chỉ chơi vui. Lúc đó ông kêu là chơi 10-20 ngàn thì tôi thấy một lúc thì tôi mệt mệt tôi chắc là tôi ngủ mất ấy, chứ tôi đâu có chơi. Ông nói trời ơi bao nhiêu người đây, người thân của tôi cũng có, bạn tôi cũng có, bà nhắn tin cho tôi mà bà cãi là bà không mượn tiền tôi là sao. Mình cãi qua cãi lại với người đó và khẳng định là không có chơi bài cái đó. Bực lên thì kiểu như cái người đó cũng nói ê, tôi nói bà nghe tôi, mấy bà là chỗ bạn bè, tôi mới nói nhẹ mấy bà vậy đó. Bà coi lại tin nhắn không tin là bà tới đây mọi người bạn bè của tôi chứng kiến mà sao bà nói là bà không mượn. Lúc đó là trong nào nó hơi bị rung rồi.
rất là hoang mang, nó làm gì mà mình cứ cho bà vậy đâu, nói 200 triệu là nghe thấy hơi nghi ngờ. Thì mới quay ra mình bực, mới nói người đó là có người gì tôi không, chứ tôi không hề mà tôi mượn tiền tôi chơi bà vậy đó, tôi không phải là cờ bạc. Trước giờ tôi hãy đi làm ăn đàng hoàng chứ không phải là dạng mê cờ bạc này kia, mà mượn thì tôi nếu mà tôi chơi cũng phải ở mức độ đó thôi, chứ không nếu mượn số tiền cao vậy. Mà mới nói là tôi cho bà cơ hội là bây giờ bà cho tôi là cái thời gian để bà trả, tôi vẫn để cho bà thời gian bà trả, còn nếu mà bà mà không ấy gì là tôi đến tận nhà cho chồng bà biết cái này hả, đừng có mà thách thức tôi. Thì lúc ấy mình nghe mình rất là sợ, nó là nghĩa là mình bị đe dọa, có nghĩa là một hai ngày sau cứ hỏi gọi miết thì mình tâm trạng mình cứ tắt máy miết mà bị hoang mang. Chồng thì cũng có hỏi rồi sao mấy bữa nay em bị gì, nhưng mà thực sự không dám nói. Vì sao mình lại không dám chia sẻ với chồng, trong khi mọi cái ghi nhớ của mình về cái sự kiện này rõ ràng là nó không có thông tin gì hết, thì mình lo cái gì mà mình lại không dám chia sẻ với chồng? Bây giờ nói ra với chồng, rõ ràng là tin nhắn thì mình có nhắn qua cho người ta, tức là mình mở tin nhắn ra là mình thấy có tin nhắn. Tin nhắn từ tin nhắn thường á, là nhắn qua cho bạn đó là, nội dung tin nhắn là nội dung tin nhắn là tôi mượn 200 triệu của ông ngày hôm nay, là để bây giờ đang chơi bài đang thiếu thì tôi mượn 200 triệu nha, tại vì không có gì để ghi. Thì rõ ràng là tin nhắn thường ghi như vậy, thì bạn kia là ok, tức là nhắn lại như vậy. Thì mình mới nói là nói như vậy thì tôi không hề có một chứng cứ gì mấy, hay bây giờ ông mở camera đi. Thì ông nói nhà này tôi không có camera, người họ hàng với lại vợ tôi với lại bạn tôi có nhân chứng và tin nhắn của bà ấy, chứ bây giờ cũng nghĩ tại lúc đấy, tại thời điểm chơi ấy, thì mượn tiền bà thừa biết là tôi là người môi giới và đồng thời là cho vay nữa. Thì lúc nào tôi cũng có tiền trong tay. Bà hỏi bạn bè thì lúc ấy cho tôi cho mượn, chơi dần dần lên cao thì tôi cho mượn thẻ tiền mặt cho bà mượn, thì ký tổng hết số tiền vậy thì, rồi vậy chứ bây giờ đâu có giấy tờ đâu mà ký. Thì mình lúc đó thường thì nghe thì cũng có lý, tại vì là lúc đó chơi bài thì cũng không thể giống như giấy mượn lợ mà bình thường kia mà ký, thì nghe cũng đúng. Đâm ra thực sự không biết trong đầu là mình đúng hay là mình sai mà mình lại bị mượn như thế. Thì mình sợ nói với chồng mình, thì lúc ấy chồng mình kiểu như là mình có cái tâm lý là sợ bị tan cửa nát nhà, là vì không biết là ông có hiểu cho mình hay không, hay ông nghĩ là mình mà dám đi chơi với cái người bạn cùng quê đó mà mượn 200 triệu mà chơi bài vậy. Vậy thì quay lại một tí về đặc thù ở gia đình của mình đi, chúng ta sẽ phải thấy được rằng là tại sao khi mà gió nó chưa có nổi lên á, là mình phải gia cố nhà của mình cho nó kỹ đó. Khi mà mình gặp lại cái người bạn cũ này nè, thực ra là chồng mình có biết không? Không, chồng không biết. Đó, có nghĩa là ngay từ đầu là chồng không biết người này là ai. Đúng rồi, tại vì thực nghĩ chỉ tới là bạn bè ấy thôi, chứ chưa kịp nói với chồng là ai thế này kia. Rồi, tiếp tục. Ví dụ như là chồng có ủng hộ mình trong những cái lần mà mình đi chơi bình thường thôi, thực ra đi chơi bình thường thôi, nhưng mà cái việc mà chẳng hạn như mình ngồi mình uống một cốc bia hoặc là mình chơi một ván bài, thì chồng mình có ủng hộ những cái điều đó không? Chắc là không, tại anh cái tính anh rất là khó tính, là anh cũng hơi cái quan điểm là phụ nữ không có xòe xòa hay là chơi mấy cái đó kiểu như vậy. Cho nên là mình sẽ rất là khó để ngồi tả lại cho ảnh cái nguồn cơn ngay từ đầu là em tới đó em gặp cái người bạn đó, ban đầu là chỉ tới bình thường uống một cốc bia chơi 10.000, 20.000, tức là mình không dám mở miệng để mình tả về cái chuyện đó. Dạ đúng rồi. Và mình quyết định im lặng. Thế cái lúc mà Hiền coi cái tin nhắn á, thì nó gửi bằng điện thoại thường mà. Dạ, thì nó có hiển thị cái giờ và cái giây mà mình gửi cái tin đó đi không? Có, cái lúc là lúc ấy khoảng như là 2 giờ mấy chiều á, đúng cái lúc mà đang uống bia, chứ khi mà bạn ấy mượn điện thoại bạn chụp hình mà. Mình nghĩ là lúc đó là bạn dùng cái mà mình mở mật khẩu chụp hình đó, là bạn dùng bằng nhắn tin đó. Thì mà mình không biết, tức mình nghĩ là chụp hình không thôi, chơi rồi chụp lúc mà đã hết cách rồi, không giấu nổi nữa. Thì cứ lúc ấy mình cũng nghĩ là thôi, hay là ông nào, cái bạn đó, bạn đe dọa vậy, thì sợ nhỡ mai mà chồng mình biết tới, rồi là gia đình mình, bạn bè quê này kia nó đổ bể nhiều thứ, mà đe dọa là nếu không có gì là cho giang hồ hỏi tới nhà, thì nhỡ mai cũng ảnh hưởng cái gia đình mình, con cái mình nữa. Suy nghĩ nhiều lắm lúc đó, thực ra trong mình nó đổ ra rất nhiều suy nghĩ mà nó rất là khó chịu, cảm thấy rất là bị áp lực. Mình nghĩ là cuộc sống bên ngoài nó có bao nhiêu thứ va chạm, hoặc là người ta có lừa lọc mình như thế nào chăng nữa, thì mình không nghĩ là cái người bạn của mình tức là cùng quê này, với lại học ba năm cấp ba mình, thì người ta cùng quê thì ít nhất người ta cũng để mình là cái đồng hương, thì còn gặp mặt nhau nữa, chẳng nhẽ sau này về quê mình không gặp mặt nhau sao, rồi còn cũng ở trên cái group bạn bè đó, thì bao nhiêu con người người ta nhìn vào như vậy thì sẽ sao, kiểu như là thông thường chúng ta đều bị lừa trong cái hoàn cảnh là chúng ta không nghĩ rằng không mà. Rồi thôi, chốt lại là cứ bị đe dọa hoài thì cũng phải chia sẻ với chồng thôi.
Thế thì bây giờ khi nói thật ra thì phản ứng của chồng sao? Thì khi ông rất là bất ngờ, ông nói ủa cái gì hồi nào giờ thì tôi đâu có thấy bà chơi bài, mà sao bà lại giấu tôi. Hỏi lại câu chuyện là bà đã gặp nó mấy lần, rồi là gặp như vậy thì uống cà phê, rồi bây giờ bữa nay tới nhậu này kia, kiểu như hỏi lại từ đầu vậy. Thì mình kể vậy đó, tình tiết là vậy. Thì tới đó chơi bài tiến lên, mà chơi mấy bắt đầu thì uống bia trong thời gian vậy, mà tôi lại bị cảm thấy khó chịu, nó buồn ngủ mà nó mệt trong người. Thì ông mới nói là nếu một tiếng đồng hồ nếu cứ cho bà chơi, làm gì bà chơi dám chơi mấy triệu một ván, mà lại lên tới một tiếng đồng hồ lại tới 200 triệu, thì nó hơi là vô lý. Thì ông phân tích nói là chắc có thể là chắc chắn bà bị lừa, nhưng bây giờ cứ đưa điện thoại đây thì tôi đàm phán nó xem cái người bạn trả lời sao. Thì ông bóc máy, ông gọi điện cho cái người bạn đó, thì người bạn đó rất khó chịu, cứ nhắn là làm vợ mày mượn tiền tao mà sao mày lại nói với ta là không mượn này kia, lừa đảo này kia. Bây giờ hả, mày chối cãi phải không? Một, bây giờ mày muốn theo luật gì, luật rừng hay là công an, cái nào tao cũng chơi với vợ chồng mày hết. Thì ông ấy nói bây giờ họ cũng không có muốn luật gì hết, nhưng mà thực ra vợ tôi hồi nào không có cờ bạc vậy, mà trong vòng một tiếng mà bị vậy thì tôi có nghi vấn đề, nếu mà anh mày thì tôi đưa ra công an. Nó bây giờ đưa ra công an đi, ở đâu tao cũng theo mày tới đó. Thì thực sự ra nghe câu đó nữa nó rất là cứng rắn vậy nữa, thì ông chồng nói là bây giờ tôi cũng không biết là sao, và tại vì bà có bị cái bằng chứng này nhắn tin vậy, tin nhắn rõ ràng từ máy mình mà nhắn qua máy người ta vậy, mà lại còn bao nhiêu người nhà người ta là người nhà mấy bạn bè nó ớ phải không, đây là một cái bất lợi, đưa công an thì cũng hơi là khó, lại không có camera, thì nó kêu không có camera xuống đây mà kiểm này kia nọ, thì mình lại cũng hơi bị ấy cái đuối cái đó nữa. Thì cái cuối cùng mới báo công an. Thì ông chồng nói thôi bây giờ không ổn đâu, nên báo công an đi chứ nhỡ mai có chuyện gì con cái mình này kia làm sao. Nó công an mới vào cuộc, xuống với cái tới chỗ mà nhà Gò Vấp đó hỏi, thì là mấy cái người mà tại cái nhà đó là anh nghe bà con của bên vợ mới á, nói ồ tôi đâu biết gì đâu, thì thấy lúc ấy cũng có chơi bài thiệt, nhưng mà hả, không biết là chơi bài sao thì cũng không có rành này kia, còn không biết cái sự việc xảy ra chị mượn tiền gì không biết. Bây giờ hai vợ chồng nó ở trên Bình Phước chứ không qua đây. Cái xong mình mới nói là thì đó có tin nhắn về anh cứ gọi điện khủng bố mỗi ngày vậy đó. Và nói thì bây giờ có gì thì cứ liên lạc với người bên Bình Phước, cái nhà tôi đây là chỉ chơi cho bữa chơi ăn nhậu thôi chứ không liên quan gì hết. Sau cái bữa đó thì chắc giống như mình nghĩ là cái người thân á cũng bói trước vợ chồng kia sao á, thì mấy bữa đó không thấy gọi là nhắn tin hay gọi điện gì nữa. Công an hỏi là ủa bây giờ là anh chị có truy cứu cái chuyện này không, thì nói là do bây giờ cũng không thấy cái bên đó gọi điện nữa, mà cũng bây giờ cũng không biết là ở đâu Bình Phước, thì chỉ biết là qua cái thông qua gia đình kia là cung cấp một thông tin là em vợ và vậy kia đó đó. Vậy thôi, mà cái cuối cùng là thấy im du luôn, là biết là chắc chắn là anh ta lừa không được, thì là ấy thôi. Khi báo động công an thì ấy kiểu muốn làm cứng rắn mình lên để mình mềm lòng. Thực ra lúc cũng nghĩ là mềm lòng mà mượn bên ngoài để trả, để giấu chồng luôn, nhưng mà nếu mà như thế thì nó cũng thấy hơi vô thực trong lòng mình, nó giằng xé, nó khó chịu là vì sao mình không có chơi, mình nghĩ không bao giờ mình chơi cái kiểu như thế đâu, chắc đây là có thể là bị lừa. Thế thì những cái ngày sau đó thì thực ra vợ chồng của bạn có cảm thấy lo lắng về cái câu chuyện là mình báo công an và mình cũng căng thẳng là trên kia người ta cũng có thể là có những cái động thái bất lợi cho mình không? Dạ có, sợ là trong quá trình mà con mình có đi học hay chồng mình có đi làm hay mình có đi đâu á thì gặp cái chuyện gì thì nó là một cái kiểu như là không, rất là lo lắng. Nghĩ là báo như vậy không có đúng hay không, nhưng mà trong lòng mình bây giờ hết cách giải quyết rồi, nếu nhỡ may họ có dùng bằng luật giang hồ thì mình cũng vẫn phải chịu, mà công an thì mình cũng phải đi tới, tại vì nếu có sai mình có mượn thì mình trả, còn nếu mà mình không mượn thì nó là một cái trò lừa đảo thì mình cũng phải làm tới nơi, chứ mình không thể mình kiểu như là mình né tránh được đó. Vậy thì bây giờ mình quay lại cái thời điểm đầu đi, khi mà mình gặp lại cái người bạn này. Cái lần đầu tiên mà mình gặp lại cái người bạn này là vô tình? Không, cái lần đầu tiên gặp người bạn này là có một người bạn khác vào đây chơi, bạn nữ cũng cùng cấp 3 mình. Cái lần gặp đầu tiên đấy, thì đến lần thứ hai rủ đi cà phê, thì sao? Thì cà phê nói, ủa, bà đang ở khu vực quận 10 này, tôi cũng đi có việc ở đây này, bà có đi, tại cũng biết mình làm môi giới vậy, thì bà có đi đâu thì ghé qua đây uống cà phê, này kia nói chuyện chơi, ý là vậy. Thì bạn cũng nói này kia kể đất đai này kia nọ, kiểu như bạn cứ ngồi bạn nói chuyện trên trời đất kiểu vậy. Thì mình cũng nghĩ, thì mình cũng nghe là ở bạn này bạn cũng có một cái khả năng gì đó,
giống như bạn cũng có nền tảng gì gì thì bạn quảng cáo nhiều này kia nọ, mình nghĩ vậy. Ý là không có gì đề phòng hay cái gì hết, bình thường hết. Thế thì bây giờ sau khi chuyện nó xảy ra xong hết rồi, bây giờ mới ngồi nhìn lại, thì có nghĩ rằng là thực ra trừ cái lần đầu tiên là mình được rủ ra bởi cái cô bạn kia, lần thứ hai trở đi là cái việc mà người ta đã nhìn thấy ở mình cái chuyện đó là mình là người thiếu đề phòng, mình rất là hồn nhiên, cho nên mình đã rơi vô tầm ngắm của người ta để người ta cố tình giăng cho mình một cái bẫy. Tại sao lại là mình không, mà không phải là những người bạn khác? Hiền có nghĩ vậy không? Hiền có nghĩ là mình là con mồi được chọn không? Chắc là cũng có thể là vậy, tại vì hỏi bạn làm gì, chồng bạn sao, nhà bạn đây thì mua đất mua cát đằng kia trong nhà này chưa, tức là bạn cũng đã tìm hiểu về mình. Thì mình nghĩ là đơn giản là cái đó là chỉ những cái gặp nhau lâu ngày thì hỏi bà có mấy con, bà có gia đình sống trong này hay là bà còn đi thuê nhà hay kiểu vậy. Thì mình cũng nghĩ là những cái câu chuyện trao đổi rất là bình thường của những người bạn gặp nhau thôi, cũng không có gì hết. Sau này thì mình nghĩ là chắc có thể là những người đó, những cái lần đó là những lần mà họ tìm hiểu mình, kiểu như thấy mình thì cũng thật, mình cũng không có gì kiểu như là mánh khóe này kia nọ, thì có sao đó vậy, thì bạn bè mà đâu có gì đâu để mánh khóe với nhau. Nên họ mới giăng ra một cái bẫy như vậy mà người nghĩ là không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới. Người ta vừa tìm hiểu coi là tiềm lực mình tới đâu, người ta vừa tìm hiểu, người ta vừa quan sát coi là mình có lành không. Người ta dò xét coi là khả năng phản kháng mình tới đâu, để coi là cái việc mà người ta gài mình nó có ổn không. Thì mới đến được cái buổi nhậu đó. Có thể là nó đã là một cái kịch bản được tính từng bước hết rồi. Anh này anh thấy thì nghĩ là bà này cũng chắc là có thể là dễ, mình cũng thoải mái, cũng hiền, cũng không phải là cái gì ghê gớm hay là thế lực gì cả. Trong quá trình những cái lần mà anh đòi tiền này kia thì anh cũng dùng những từ là thế này kia, muốn giang hồ thì giang hồ, mà muốn công an thì công an. Anh nói những cái câu như vậy. Chứ công an trong này thì tôi quen thì thiếu gì người, bà biết tôi làm bên này thì không có thiếu gì thế này kia. Mấy đêm nó không ngủ được luôn. Có nghĩ là mình đã bị bỏ thuốc không vậy? Mình về mình mới suy nghĩ, mà khi mà bị đòi tiền đó, mình nghĩ là chắc có thể lúc đó là mình bị bỏ thuốc, bị lừa thì mới bị như vậy chứ. Chứ làm sao mà mình lại uống chỉ có 2 ly, đúng là ly đó. Tại vì uống mỗi lần thì có bỏ đám, nhấp môi này kia đó, tình trạng vậy. Và khi mà giấu chồng mà mượn bên ngoại trả 200 thì chuyện lúc đó nó mới bắt đầu, chứ làm sao mà trả cho nó xong được. Ý là trong bụng là nghĩ nó có bí quá, thì chắc là bằng cách đó đi thì để đừng để cho ảnh hưởng đến Hàn Quốc. Tuy đi nghĩ lại nó ổ xong mình này thấy lạ, mình thì thực sự là mình không như thế này kia, thì quần nhiều ngày tự mình đấu tranh, tự mình suy nghĩ phân tích ra với là không hợp lý. Không hợp lý. Thế thì mình muốn hỏi là sau khi mà mình đã cùng với công an tới đấy và xác định rằng là có cái địa chỉ ở Bình Phước của cái người đó rồi, thì vì sao vợ chồng của bạn không làm đến cùng? Tại vì công an họ cũng nói là cái này sẽ chuyển vụ án này lên Bình Phước, họ sẽ không có làm gián tiếp theo kiểu gọi điện này kia. Thì bây giờ nếu mà anh chị muốn kiện người bạn này thì anh chị phải lên Bình Phước trực tiếp làm việc với công an bên đó. Thứ nhất là mình thấy người bạn này chắc, mình nghĩ là người bạn này chắc chắn là muốn lừa mình rồi, nhưng mà lừa không được. Bây giờ báo công an, thực ra lúc đó mình cũng bận rộn này kia đó, rồi mình nghĩ là chắc là lừa đảo mà lừa không được thôi, mình cũng nghĩ là thôi. Sự việc này nếu bạn không lừa được mình á, thì là mình chỉ có nói cho mấy người trong cái nhóm người bạn của mình ở quê biết, để mà sau này bạn bè không qua bị lừa thôi. Họ làm những cái việc như vậy á, hoặc lừa đảo như vậy, thì trước sau họ cũng gặp cái quả báo mà nhận được gọi là hình phạt của pháp luật thôi. Chứ năm nay cũng không lên trên đó để mình kiện tới nơi cái chuyện đó. Thực ra thì mình cũng ủng hộ cái tinh thần ở đây, là mình không phải là nói về cái chuyện là dung dưỡng cho cái ác, mình vẫn rất là ủng hộ cái chuyện là nói không với cái ác. Mình vẫn tin rằng là cái ác phải chắc chắn là thiên bất dung gian, nhưng mà trước hết thì đầu tiên là mình sẽ phải cân nhắc được rằng là cái sức của mình đến đâu, bởi vì cái an toàn của bản thân và cái sự chăm lo cho mình và những cái người thân của mình trong cái khả năng của mình vẫn là quan trọng nhất. Thôi thì tôi biết tới đó là được rồi, tôi dừng tới đó, trong cái sức của tôi cũng được rồi, tôi quay trở lại với cuộc sống của mình. Tôi biết một người xấu như vậy để tôi loại họ ra khỏi cái mối quan hệ của tôi. Tôi lo cho cái sự an toàn của con tôi, của chồng tôi, của gia đình của tôi, của bản thân tôi. Rồi trong khả năng của mình thì mình thông báo cho những người bạn, những cái người bạn trong mối quan hệ, để biết rồi, ê không nha, cái người đó là nguy hiểm đó, cái người đó là tôi bị lừa rồi đó, các bạn cẩn thận nha. Thì mình nghĩ cũng là một cái động thái vừa vặn. Còn mà quyết liệt hơn nữa thì đôi khi nó cũng là một cái câu chuyện
có thể là nó làm hại tới chính mình. Thì cái này tùy sức của mỗi người. Thì trong lúc đấy thì mình cũng nghĩ là nếu mà mình cố làm tới, thứ nhất là về cái khoảng cách nó quá xa, và mình lên đó mình cũng không có kiểu cố bà con gì trên đó nữa, và mình đi kiện tụng cho tới cùng như vậy để là kiểu như là đúng là bạn ấy sẽ bị trả giá cho cái vụ việc đó. Nhưng mà cuối cùng là có phải là nó nhanh gọn như vậy không, hay sự việc nó còn lan giải, còn từ từ, không phải là pháp luật một ngày hai họ sẽ làm được. Đâm ra là mình suy tới tính lui thì thực sự vợ chồng mình nói thôi, để cho bạn đó, trước sau thì cái con người mà sống như vậy thì chắc chắn họ cũng gặp quả báo thôi, nên là pháp luật cũng trừng trị thôi. Thực ra vẫn còn nhiều cái may trong sự việc này lắm. Cái may đầu tiên đó là sau gần một tiếng đồng hồ mình mở mắt ra, mình vẫn còn thấy mình ở cái nhà đó, mình vẫn còn cầm lại cái điện thoại, mình vẫn còn về lại nhà mình. Bây giờ Hiền hình dung câu chuyện nó có thể khác đi ngay từ cái lúc mà bạn thiếp đi, lúc nào bạn không biết. Bạn mở mắt ra có thể là bạn không về được nhà của mình luôn ấy. Có nhiều cái diễn biến hiện nay mà nó rất là đáng sợ. Đúng không? Đó, nên là thực ra thì cái việc cẩn thận nó vẫn không có thừa. Rồi nó còn nhiều kịch bản khác nữa. Mất tiền là một cái loại mất rồi, còn nhiều cái mất khác nữa mà nhiều khi mình cũng khó lường. Vậy thì sau cái sự việc đó ông chồng cũng có cấm mình cái gì không? Có cái điều khoản cấm kỵ nào mà được đưa ra để chế tài mình không? Nói chung là ông chỉ nói, ông ấy nói mình là sau này mà đi đâu gì thì có đi nhậu ở đâu thì bạn bè thì cứ kêu cả vợ lẫn chồng đi, có cà phê cà pháo thì bạn bè thì bạn của bà cũng giống bạn của tôi thôi, thì cứ nói cho biết là gặp ai thế này kia, chứ im một đi một mình là nhỡ may có chuyện gì xảy ra thì lúc đấy tôi không có giải quyết. Đúng rồi, với lại công việc của mình là công việc xã giao nhiều mà nó lại nguy hiểm. Nó đôi khi cái việc mà mình chia sẻ cái điều này nó cũng không đơn thuần là câu chuyện an toàn, mà nó còn là cái việc gắn bó giữa hai vợ chồng nữa. Còn bản thân của mình thì sao? Mà bên cạnh cái việc chồng cho mình những cái hồi chuông, thì cái sự vỡ ra từ bên trong của mình đó, với cái trải nghiệm lần này thì Hiền thấy thế nào? Chung là khi mà trải nghiệm xong cái lần này thì đúng thực sự là sợ. Thực sự rất sợ, mà thực sự rất bất ngờ, và thực sự cảm thấy là tổn thương về tâm lý, về kiểu như gặp bạn cũ. Là ngày xưa thì mình vồ vập, mình tay mắt mặt mừng, mà cái gì có thể bao nhiêu những cái gì từ thời lâu lắm là lôi ra kể luôn, nói này kia hàn huyên, nhưng mà tiêu tiết đồ tiêu tiết này kia các kiểu, nhưng tự dưng bây giờ cảm thấy là mình phải hiểu người ta nhiều hơn nữa. Chứ không phải kiểu như là ồ tôi gặp bà đây là tôi phải, kể cả trai hay gái cảm nhận như thế, trai hay gái thì mình cũng phải từ từ để tìm hiểu người ta như thế nào. Tại sau quá một cái thời gian, quá trình nó tới 20 mấy năm mà, chứ nó không phải là 1-2 năm. Ví dụ bạn đại học đây, kể cả bạn đại học đây cũng 4-5 mấy năm nay rồi, cũng phải 10 năm nay mình không gặp rồi, thì nó đã khác rồi. Mình thấy một cái điều là con người ta có thể bị biến chất mà mình không biết. Cứ nghĩ đơn giản là tôi với bạn cùng quê thì tôi bạn còn có rất là nhiều cơ hội gặp nhau, bạn bè rồi người thân này kia, người ta đánh giá này kia nọ, nhưng hình như cái đó không phải là cái vấn đề. Khi mà cái lòng tham của họ nổi lên rồi thì mấy cái đó hình như họ bất chấp, không nghĩ đến tình bạn bè gì nữa, mà cũng không nghĩ là tôi sau này tôi sẽ hệ lụy cái gì kiểu dạng vậy, mà cứ làm cho cái được theo cái ý mà người ta mong muốn kiểu vậy đó. Một cái câu chuyện được kể ở đây thì người nào có liên quan thì cũng hãy tự hiểu rằng là mình đã đánh mất đi một chân tình. Nếu như mà Hiền không bị lừa thì rõ ràng bạn ấy còn một chân tình. Bạn ấy không đụng tới Hiền thì rõ ràng bạn ấy vẫn đang còn một chân tình, trong khi những chân tình khác đã mất đi, nhưng mà bây giờ đã mất luôn rồi. Thì nếu như tiếp tục thì những tấm tình khác cũng tiếp tục sẽ rời khỏi. Một cái tình cảm được xây mấy mươi năm nó có thể mất đi trong vòng 1-2 ngày. Thế thì những cái chân tình khác có thể được xây nữa thì nó cũng không kịp để bạn ấy có thể được hưởng thụ tiếp. Còn bây giờ chúng ta cũng cảm thấy khá là vui khi câu chuyện của chị Hiền ngày hôm nay không quá phức tạp. Tuy nhiên thì chắc chắn một điều, trong thực tế cuộc sống không có quá nhiều những cái trường hợp may mắn như vậy, không có quá nhiều những cái trường hợp dừng lại đúng lúc như vậy. Cho nên chúng tôi vẫn hy vọng rằng là mọi sự tỉnh táo đều rất là cần thiết để chúng ta có thể cùng nhau hướng tới một cuộc sống hạnh phúc và an toàn. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Chúng ta hẹn gặp nhau vào tuần sau cùng với Ai Cũng Có Chuyện. Còn bây giờ thì xin chào quý vị khán giả và chúc mọi người có một đêm ngon giấc. Dạ anh giới thiệu giúp em về họ, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nha. Dạ em tên là Nguyễn Minh Đức, em sinh năm 94 ạ. Quê quán của em là ở Đắk Lắk, quê gốc của em là ở Phú Thọ.
Hiện tại thì em đang kinh doanh salon tóc ạ. Kinh doanh là kinh doanh salon tóc đúng không? Là của riêng anh đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi, hiện tại anh đang sống ở Đắk Lắk luôn hả? Dạ, hiện tại em đang làm việc ở Hồ Chí Minh ạ, Sài Gòn ạ. Sống Sài Gòn rồi lên ghi hình là cũng tỷ đúng không? Dạ vâng. Rồi. Anh cho em hỏi nữa là hiện tại cái mức thu nhập của mình là bao nhiêu? Thực ra mức mức thu nhập của em nó cũng chưa có cố định á chị, nó không có cố định á. Nó cũng chỉ dao động tầm khoảng từ 12 đến dưới 20 triệu thôi ạ. Dưới 20 triệu thôi bây giờ. Anh nói giúp em về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh nhỉ? Điểm mạnh chắc là... Em... Xin lỗi chị, em hồi hộp quá, em quên mất tiêu rồi. Ủa này mới casting rồi, khi ví dụ như đứng trước với bao nhiêu người rồi sao trời. Dạ, chắc là điểm mạnh của em là hòa đồng vui vẻ với lại kiểu như là có tí chất nghệ sĩ nên là hơi khùng khùng tí đó chị. Hơi nghệ sĩ nên là hơi vui tính đúng không? Dạ, hay cười, hay nói, với lại hay học người khác nữa. Rồi, vậy anh nói là anh có tính nghệ sĩ đúng không? Vậy thì anh hát được không? Em hát được mà em run lắm, có nhạc em mới hát được. Bây giờ mình hát không nhạc được không? Cho nghe cái giọng thôi. Để em có thể ghi âm rồi gửi, à em quay video em hát thì em gửi qua được không chị? Chứ giờ em đang hơi tại lần đầu tiên em tham gia, em muốn tham gia chương trình. Nói chung là hát được ha. Rồi ví dụ tên chương trình này anh chuẩn bị giúp cho em một cái bài để mà anh hát tặng cho bạn nữ là được ha. Một bài có nhạc không chị? Không nhạc, hát chay gì đó. Dạ cũng được ạ. Ok, vậy thì cái điểm yếu anh là gì nè? Điểm yếu của em chắc là ra kiểu như là lâu lâu có bị có cái tính nóng tính á, nhưng mà giờ cũng kiểm soát được rồi. Tại vì nó không hút thuốc rượu bia thì nọ không? Dạ rượu bia thì không, nhưng mà hút thuốc thì hiện tại có, mới nghiện ạ. Hút thuốc hả? Dạ. Một ngày mấy gói anh? Một ngày mấy điếu thôi ạ. Em mới nghiện nè. Mà em mà có bạn gái chắc em cũng bỏ. Thì đúng rồi, phải bỏ thôi chứ đâu có ai cho hút được trời. Dạ. Rồi về tình trường thì chắc là trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ chắc là tầm 4 ạ. Rồi, 4 mối tình. Mình đã kết hôn chưa? Dạ chưa ạ, em đang độc thân. Chưa kết hôn, và bây giờ trong 4 mối tình đó, cái mối tình nào mà khiến anh cảm thấy anh ấn tượng nhất? Mình đau khổ, mình khó quên được. Chắc là một mối tình của một bạn gái hơn tuổi. Là mối tình, trong 4 mối tình đó là mối tình thứ mấy? Dạ đầu tiên đấy. Mối tình đầu ấn tượng ha. Rồi anh kể cho em nghe về mối tình đầu ấn tượng của anh đi, quen cô ấy như thế nào, rồi sao lý do hai người chia tay? Hồi trước là em quen qua game á, xong rồi hồi đó là em đang làm việc ở ngoài Hà Nội thì bạn đó mới book vé máy bay cho em vào trong Sài Gòn đấy. Thì lúc đầu em cũng tưởng là mình bị lừa thôi, tại vì cũng không tin là con gái, nhưng mà hồi đó là đang còn quen trên Yahoo quá chị. Xong rồi ra ngoài gặp thì mới bất ngờ là bạn đó là xinh hơn ở trong ảnh mà nhìn trẻ lắm, hơn em 5 tuổi lận. 35 tuổi trẻ hả?
ý là hơn 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 5 tuổi, nhưng mà lúc đó em không biết là hơn 5 tuổi, mà cảm giác như là chỉ hơn mình tầm khoảng 1 tuổi thôi ạ. Sau rồi yêu được tầm 3 năm thì do hồi đó em còn nhỏ mà, mới 18 tuổi. Ham chơi xong rồi chia tay. Dạ hết rồi. Khóc 18 tuổi yêu một người hơn mình 5 tuổi. Dạ. À Ừ. hồi đó chia tay xong khóc khóc lên khóc xuống rồi đòi sống đòi chết không á. Tại vì bạn đó hơn tuổi với lại từng trải rồi á, nên là kiểu như là quan tâm rồi chăm sóc chu đáo lắm. Rồi ví dụ như giờ có bạn gái mới rồi là anh muốn người ấy quan tâm anh hay anh quan tâm người ấy? Dạ cả hai cùng quan tâm ạ. Ừ. Rồi trong ba mối tình kia là lý do chia tay của anh là gì? À chắc là không hợp ạ. Không hợp Có với anh là gì? mối tình em bị cắm sừng, có mối tình là em chủ động chia tay. Không hợp về quan điểm sống hay. Ừ, có mối tình chủ động chia tay do không hợp. Dạ. Ok. Hiện tại bây giờ là anh độc thân được bao lâu rồi? Dạ cũng cũng lâu rồi đấy ạ. Tầm khoảng gần 1 năm rồi. Rồi mẫu bạn gái mà anh mong muốn đến với chương trình đó, anh mong muốn mẫu bạn gái thế nào, ngoại hình đi. Em là hay có ấn tượng với bạn nữ có một ánh mắt kiểu như là hiền hiền đó. Ánh mắt hiền hiền trắng. Được thì cùng cái mảng là nghề làm đẹp với lại làm dịch vụ á thì nó sẽ tốt hơn. Ừ. Rồi về ngoại hình bạn ấy cao 1 mét bao nhiêu là được? Tầm khoảng 1 mét 6, tầm khoảng ngang ngang em hoặc cao hơn chút cũng được. Anh cao mét nhiêu? 1 mét 62 ạ. Rồi ok. Ví dụ như bạn ấy không cao mét 60 được không? Ví dụ bạn ấy cao mét 55 được không? Mét 55 ạ. Nhưng mà cân đối là được rồi chị. Alo ạ. Rồi ok, à, mình còn yêu cầu gì đặc biệt ở mẫu bạn gái nữa không em? Cái này kiểu như là yêu cầu nó có thôi nha chị. Đúng rồi, em cứ chia sẻ ha. Dạ, nếu tại vì em bên đạo á, em bên đạo Công giáo á, nếu mà bạn ấy cùng bên đạo thì càng tốt ạ. Ủa nhưng mà hiện tại em đang ở Phú Thọ luôn hả? Dạ em đang ở Sài Gòn chị ạ. À, em ở quận mấy? À, em ở quận 6 ạ. Ừ, rồi ok. Cái salon đó là em tự mở luôn đúng không? Dạ. Nhưng mà hiện tại á là em vừa đóng cái vì một số lý do ngoài ý muốn á thì em vừa tạm ngưng việc kinh doanh lại rồi. Sắp tới em cũng có dự định mở lại trong tương lai gần á. Rồi, ok, nói chung hôm nay buổi khách đầu tiên thôi ha. Thì có Dạ. gì nếu mà được chọn thì chương trình sẽ thông báo sớm cho mình biết ha. Dạ. Ừ, rồi, ok, cảm ơn em. Rồi em cảm ơn mấy chị nha. Mình rồi. À, mời anh sẽ giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Dạ em tên là Hoàng Văn Hoan, sinh năm 1980, quê quán là Ninh Bình, hiện đang sống và làm việc tại Dĩ An, Bình Dương. Em làm công nhân cơ khí. Là hiện tại là đang làm cơ khí với Bình Dương luôn. Dạ vâng, em làm ở chỗ công nghiệp Đồng An ở Bình Dương ạ. Ừ, rồi ok, mình nói một xíu về những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi anh. Mạnh của em là nhanh nhẹn,
tự lập, nói chung là làm những cái việc trong gia đình em làm được hết. Điểm yếu là nghĩa là ngại giặt quần áo và ngại rửa chén. Chứ còn mình ở mình là ai làm? Bây giờ mình nói thì nó ngại làm những cái việc đó, nhiều khi cũng hay quên, như ví dụ như mình giặt đồ rồi buổi tối có khi là sáng mai cũng quên, thì không phơi đồ lên, có khi đến chiều về với đi làm về bỏ đồ vào máy giặt thì mới nhớ là mình giặt rồi thì lại mang ra phơi. Ừ. Ủa rồi trước giờ là mình đã từng lập gia đình chưa anh? Dạ. Sao chị nói sao? Trước giờ là anh đã từng lập gia đình hay gì chưa, hay trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em có lập gia đình rồi, nhưng mà vợ nó vô sinh không sinh được nên là hai bên đã ly hôn rồi, em sống có một mình. Ủa là ở với nhau bao lâu rồi? Cái lý do vô sinh đó thì do anh chủ động hay quyết định ly hôn hay là cả hai? Sao anh chia sẻ cụ thể giùm em nha. Vợ nó vô sinh và vợ nó chủ động và bảo thôi để giải thoát cho hai bên, để anh đi kiếm người để sinh con, để nối dõi tông đường ấy. Nên là cô chủ động và cô ấy viết đơn. Cô cũng có bàn và cô cũng hai bên đều thống nhất là như vậy rồi. Cô viết đơn thì cô đưa ra tòa rồi hai bên ra ly hôn rồi. À là anh với vợ là ở bao lâu rồi, ly hôn cách đây bao lâu anh? Em ly hôn được 2 năm rồi. Năm nay là năm thứ 2. Mà đó ở nhau bao lâu? Từ năm 2017. Là kết hôn 2017 đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Thì từ đó tới giờ ly hôn xong thì anh có tìm hiểu ai khác không? Không, nói chung là mình kiểu nó tuổi nó nhiều, đi lại nó cũng ngại nữa, nên là bây giờ chương trình xem có ai phù hợp không thì giới thiệu là mai cho. Rồi bây giờ anh nói về cái hình mẫu tiêu chí của mình luôn đi, thích mẫu người như thế nào phù hợp với mình ha. Nói chung là người thì cũng bình thường thôi, mình không quan trọng, là quan trọng là tính nết con người là một này, biết ăn ở, đối xử thương yêu gia đình chồng con, đối xử với người trên hai bên gia đình như nhau. Nếu mà có người được từ Thanh Hóa, Nghệ An đổ ra thì là tốt. Người mà nếu mà mẹ đã có gia đình rồi nhưng mà chưa có con thì là được, tại vì đây cũng chưa có con, cũng còn độc thân, chưa không có vướng víu vào cái vấn đề con cái. Nên là mình cũng coi như là độc thân đó. Chứ người ta có một con cũng không được hả? Con cái là không. Ví dụ như những người đó cũng lập gia đình rồi nhưng mà chưa có con thì được. Nhưng mà nếu có con thì thôi. Rồi, còn gì nữa không? Vùng miền người này ở đâu thì được, tuổi tác làm sao? Tuổi thì tầm 35, 37 gì đó. 35, nói từ khoảng 30 đến 37 thì cũng được, tại vì người phụ nữ nếu mà về mình có sinh con nó già, nó với lại nó sức khỏe nó yếu đi, nên là mình cũng muốn lo cho những người phụ nữ như vậy. Chứ nhiều tuổi quá già, ví dụ mình cũng đã nhiều tuổi, người ta cũng nhiều tuổi rồi, về người ta sinh con rồi nó sức khỏe nó yếu rồi, là những nhiều cái nó không biết có sinh được nữa không. Nên tuổi từ tầm 30 đến 35, 37 thì là được. Nhờ chương trình nhân có ai giới thiệu là từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh gì đó đổ ra ngoài miền Bắc. Từ trong miền Trung, miền Nam, miền Tây này thì sợ nó xa quá không phù hợp, tại vì mình ở trong này cũng đã lâu rồi. Nên muốn kiếm người như vậy. Anh để cái điện thoại ra xa xíu để thấy rõ mặt á. Rồi, nhưng mà anh là cao nhiêu, nặng bao nhiêu, chiều cao của mình á? Em 1m58-59 gì đó, nặng 55kg. Rồi, 1m59-55kg. Rồi, ok, nếu mà bạn gái chiều cao cao hơn mình thì như thế nào, được không? Được, nếu bạn gái cao hơn thì càng tốt. Hoặc là bằng hoặc thì cũng được.
Dạ rồi, ok anh. Thì nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo cho mình biết ha. Dạ vâng, em cảm ơn Rồi, chương cảm ơn trình. anh ạ. Dạ. Dạ vâng, em chào chương trình. Thì để coi là cách anh nói chuyện như thế nào. Bây giờ anh giới thiệu giúp em về họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của mình nhé. Dạ, tên là Lê Thanh Tùng, sinh năm 1983, ngày 26 tháng 6 năm 1983, số điện thoại là 0983 Không, 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 không. 596 41. Em không cần số điện thoại, em chỉ cần họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp thôi. Nghề nghiệp của anh là gì? Dạ, đang kinh doanh buôn bán cà phê. Kinh doanh buôn bán cà phê, cái đó là quán của mình luôn hả hay sao? Dạ, quán của mình nè. Là cái quán đó là nhà ở của mình luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi hiện tại là anh đang sống ở đâu? Sống ở Đà Nẵng à? Đà Nẵng ha. Dạ. Sống Đà Nẵng rồi hiện tại cho anh cho em biết về thu nhập của mình hiện tại là bao nhiêu? À mà khoan xí, ví dụ như là ghi hình hiện tại Sài Gòn là anh có bay vô được không? Dạ được ạ. Là mình cứ cần phải báo trước anh bao nhiêu ạ? À? Bao nhiêu ngày ạ? Dạ báo chim khoảng không một tầng đúng không ạ? Báo trước 1 tuần đúng không? Rồi, ok. Dạ, Rồi, thu nhập dạ. hiện tại của anh là bao nhiêu? Khoảng 15-16 triệu ạ. 15-16 triệu. Dạ. Rồi, bây giờ anh giới thiệu sơ cho em về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi ha. Dạ, nói chung là em là một người yêu thể thao à. Yêu thể thao, yêu âm nhạc và thích kinh doanh Rồi gì nữa? à. Anh cứ tự chia sẻ đi, anh cứ tự chia sẻ hết về cái tính cách của mình là gì. Em là một người rất bình thường là rất trầm tính à. Không phải à, nói chung là rất yêu đời và rất dễ nói chuyện à. À, nói chung là quen hiểu là quen biết cái đây về cách nói chuyện, cái đây quen biết rộng rãi à. Nói chung là rất cởi mở. Là một người cởi mở đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi gì nữa nè, còn người cởi mở, hòa đồng, vui vẻ rồi có gì nữa không? Nói chung là yêu thích thể thao. Rồi về điểm yếu của mình là gì nè? Điểm yếu của em là một người là cũng là có thể là Ví dụ như là có hút thuốc không? à, có à. Và nói chung là có chút thỉnh thoảng nhưng mà chuẩn bị bỏ rồi à. Ở chung rượu bia là dường như là không à. Rượu bia thì không. Mình anh Dạ có suy nghĩ là mình có cái tính gì xấu nữa không? Điểm yếu của mình là tính xấu mình là gì nè? nói chung là không à. Với lại em là một người rất yêu thích đạo Phật à. Em rất yêu thích Phật giáo. Yêu thích Phật giáo. Anh có hát được không? Mình có tài lẻ nào không? Dạ nói chung là ý hát à. Nói chung là thỉnh thoảng hồi trước gọi là có, nhưng mà ví dụ những buổi liên hoan hay là văn nghệ gì đó thỉnh thoảng lên hát để góp vui một hai bài. Rồi, mình có thể hát được đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu hát thì anh hát thử giùm em một đoạn thử xem nghe coi là như thế nào nè. Qua một rừng hoa, gió núi theo sau du bụi đường trên vai, thấy cây hoa dài lẻ loi bên đường gọi là hoa chinh nữ. Hoa chinh nữ không đẹp từ nàng hồng kiều sa, họ đâu dám khoe một nàng cúc vàng tươi, họ không bán hương thơm như nàng già lý trong vườn. Rồi, Nhưng ok. mà Anh cho em hỏi cái là mình đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi ạ? già như là một rồi, một mà lâu rồi. Một mối tình. Là Dạ mối tình đó có kết hôn hay là như thế nào không? dạ dạ bình thường rồi, nói chung là chưa kết hôn ạ. Nói chung là yêu đương Chưa thôi. kết hôn. Rồi cái mối yêu đơn phương hả? Không à,
Nói chung là yêu lâu mà, yêu là yêu được khoảng 2-3 năm bắt đầu chia tay nha. Rồi, bây giờ anh kể cho em nghe và anh quen cô ấy như thế nào, quen nhau ra sao, lý do tại sao hai người lại chia tay. Cái đó là được một người bạn giới thiệu. Em là em được đứa bạn của em bắt đầu giới thiệu. Ý cho nó là thỉnh thoảng tụi em mà hay lên nhà chơi. Nhưng mà sau đó là bắt đầu được một thời gian sau. Nói chung là do em đi có việc nên có việc xa. Thế là sau khi tụi em quay lại, thì bắt đầu thì cô ấy là tự nhiên như là bạn đó có người yêu ra. Để cho nó là bắt đầu bạn đó lấy chồng, nhưng mà thỉnh thoảng là tụi em vẫn hay nói chuyện đến giống như coi như là bạn bè bình thường à. Nói chung là mọi người là bây giờ tụi em giống như bạn bè thôi. Bây giờ giống như bạn bè đúng không? Rồi bây giờ mẫu bạn gái. À, mẫu bạn gái à, là nói chung là vui vẻ thoải mái, nói chung là vui vẻ thoải mái, với lại nói chung là vui vẻ thoải mái. Ngoại cái đây là yêu, cái đây ngồi hình là khoảng 1m60 trở xuống cũng được à. Anh cho mét bao nhiêu? Em có 1m60 à. Rồi. À, cô ấy ở đâu thì được nè? Có thể là Sài ở Đà Gòn, Nẵng, miền Nam. Hoặc là ở Gia Lai, hoặc là Sài Gòn, hoặc là ở Huế gì cũng được ạ. Rồi, ok. Tuổi tác là như thế nào ạ? Em năm nay 53 thì có thể tuổi tác có thể là nhỏ hơn em khoảng 2 tuổi. Khoảng 2 tuổi là nhỏ hơn em 3 tuổi cũng được ạ. Nghề nghiệp của ấy như thế nào? Công nhân được không? Dạ được ạ. Rồi ví dụ như cô ấy đã từng kết hôn này nọ, có con được không anh? Dạ, nhưng mà nếu mà chia tay rồi, nếu mà bạn đó chia tay thật sự rồi hay là ly hôn rồi, có nghĩa là cũng được ạ. Nhưng mà bạn ấy đã từng có con thì được không? Dạ cũng được ạ. Nói chung là trang tìm hiểu với nhau về hiểu tính với nhau là được. Rồi, ok. Thì đây là một buổi casting tổng hẹn hò thôi để coi là các anh nói chuyện như thế nào á. Thì nếu anh được lựa chọn vào chương trình thì sẽ có một buổi làm việc với anh sâu hơn ha. Dạ, Dạ, cảm ơn rất là nhiều. dạ cảm ơn ạ. À.